cao tốc du lịch chứ các bạn, chở khách ra ngoài hòn quá ha. Có chiếc tàu cao tốc hai lường ấy các bạn. Chạy rất là dữ á. Có vỏ của mình chạy trước các bạn, bây giờ mình chạy ra ngoài mình đậu quá. Qua quanh mình chạy rất là dữ đây các bạn. Mấy anh em chạy hơi cũ rồi, giờ mấy anh em bỏ thùng quá, mấy anh em lấy cào mới gắn vô rồi các bạn. Ê, trời cái này cũng sắp sửa có mưa giông rồi, Nam tới rồi, hồi hôm này cũng mắc mấy nó mưa ra phải cào yếu yếu rồi, mấy anh em phải bỏ lấy cào khác mới được các bạn. Nếu mà đang chạy trúng cá đó mà gặp cào mà nó bị có chặt gì thì mấy anh em rất là tiếc á. Đang dồn vô cái thùng các bạn. Trong video mình có nói gì sai sót á, mong các bạn bỏ qua cho mình. Này mình không có gắn cái micro á các bạn, cái mic á, thì nói chuyện hơi ồn á, không có nghe rõ nữa. Các bạn bỏ qua cho mình. Chỉnh dép đây các bạn.
Thì bữa nay thì mấy anh em lên đang chạy vô Ba Hòn kia các bạn. Thì đang tối nay ra ngoài này cho nó gần ha. Hôm nghe nói là có mấy anh em trúng cá trên gần ở trên này. Ra mình lên trên này đang khuya nay mình thả dài ra cho nó gần. Rất là trở tiện nha các bạn. Với cạnh trên này thì nó khuất gió nữa, mình ra chị em á, anh em mình đi làm cho khỏe. Wow, chạy dữ vậy. Wow. Vụ gì đây? Vụ test nữa nó về đây. Ông anh mình đang lên ga nha các bạn. Mình thấy là wow. Vụ gì đây? Thử nó về đây. Trời, chắc nó luôn rồi. Trời. Trời. Vụ gì đấy, vụ gì vậy? Được rồi. Có gà lại các bạn. Đây là cầm lên đây nè. Dứt ra. Nè, xem nè.